Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô Hiên xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn địa lý. Nếu như khi học về chủ đề khí hậu thì chúng ta đã biết Việt Nam là một đất nước mà có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Bên cạnh những cái điều kiện thuận lợi do đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đem lại thì nước ta cũng gặp không ít những cái khó khăn, và một trong những cái khó khăn đó là chúng ta có rất nhiều các cái loại thiên tai, đúng không? Và trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng đi làm những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài số 15 trong chương trình địa lý lớp 12. Đó là biện pháp để bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Đây cũng là một nội dung rất quan trọng. Nó sẽ nằm trong cái chủ đề để chúng ta ôn tập để thi Trung học phổ thông quốc gia. Rồi, không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ đi vào làm những câu hỏi đầu tiên. Câu số 1. Đây là câu hỏi được trích trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Ở nước ta, bão tập trung nhiều nhất vào tháng nào trong năm? Loại thiên tai đầu tiên là loại thiên tai bão, đúng không? Do một đất nước nằm giáp với Biển Đông. A này, đó là tháng 11, B là tháng 10, C là tháng 8 và D là tháng 9. Theo các bạn, trong 4 đáp án này, đáp án nào là đáp án chính xác nhỉ? Liên quan đến thời gian bão tập trung nhiều nhất trong năm. Đáp án chính xác ở đây là đáp án D, đúng không? Bão tập trung nhiều nhất là vào tháng 9. Mặc dù đây là một câu hỏi lý thuyết nhưng các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được Atlas trang khí hậu để chúng ta làm được câu hỏi này. Tiếp tục này, câu số 2. Nguyên nhân chính dẫn đến ngập lụt ở Trung Bộ vào thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 là do A. Mưa lớn và triều cường. Mưa lớn. A là do mưa lớn và chiều cường này. Cô sửa lại chỗ này một chút. B là do mưa bão lớn và lũ nguồn về. Hay là C, không có đê sông để ngăn lũ. Và D, do địa hình thấp hơn mực nước biển. Ngập lụt ở Trung Bộ vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 thì cái nguyên nhân quan trọng nhất, cái nguyên nhân chính ở đây đó là do mưa bão và lũ nguồn về, đúng không? Miền Trung thì năm nào cũng chịu ảnh hưởng rất là nghiêm trọng từ những cơn bão, nó đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vào trong khu vực đất liền. Và cái nguyên nhân thứ hai không thể kể đến đó là do lũ nguồn, lũ từ các con sông, con suối vào mùa mưa và nó tràn về. Mưa vào ở Trung Bộ thì lại mưa vào thu đông, đúng không? Tức là trong cái khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10. Tiếp tục, câu số 3 này. Mưa lớn, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân chính dẫn đến loại thiên tai nào sau đây? A. Lũ quét, B. Bão, C. Động đất hay là D. Hạn hán? Các bạn để ý từ khóa nhé, có 3 từ khóa rất quan trọng này. Mưa lớn, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất. Vậy đây là cái loại thiên tai xảy ra ở khu vực địa hình đồi núi dốc, đúng không? Mà đã có mưa lớn thì chắc chắn chúng ta sẽ loại bỏ được loại thiên tai là bão này rồi. Là hạn hán rồi, đúng chưa? Vậy còn 3 loại thiên tai này. Bão thì đây là loại thiên tai nó đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vào, đúng không? Loại được tiếp đáp án B và đáp án D rồi. Còn 2 đáp án A và C. Đáp án chính xác ở đây đó là đáp án A các bạn ạ. Cái nguyên nhân dẫn đến lũ quét ở đây đó là do mưa lớn cộng với địa hình dốc, cộng với con người chặt phá rừng bừa bãi dẫn đến lớp phủ thực vật bị mất. Và khi mà mưa lớn nó về thì lớp phủ thực vật bị mất, đương nhiên nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là lũ quét. Lũ đi đến đâu quét hết những thứ xung quanh đến đấy, người ta gọi là lũ quét. Còn động đất thì đây là một loại thiên tai rất là khó dự đoán, khó báo trước, đúng không? Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu số 4. Để phòng chống khô hạn ở nước ta thì biện pháp nào sau đây là biện pháp quan trọng nhất? A. Thực hiện tốt công tác dự báo. B. Xây dựng các công trình thủy lợi. C. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ.
hay là D, tạo ra các giống cây chịu hạn? Các bạn để ý nha, biện pháp nào là biện pháp quan trọng nhất để có thể phòng chống khô hạn ở nước ta? Đáp án chính xác ở đây đó là đáp án B. Chúng ta cần phải xây dựng những cái công trình thủy lợi, đó là những cái hồ chứa nước, để vào mùa mưa thì chúng ta sẽ tích trữ nước, còn vào mùa khô thì chúng ta sử dụng chính cái nguồn nước tích trữ trong các hồ đấy tưới tiêu cho cây trồng, đúng không? Đương nhiên cái biện pháp là dự báo này, hay là thay đổi cơ cấu mùa vụ, hay là tạo các giống cây chịu hạn thì cũng là một trong những biện pháp để phòng chống khô hạn. Thế nhưng đó là những cái biện pháp về sau, đúng không? Ví dụ như chúng ta cần phải có những cái biện pháp tạo ra những giống cây chịu hạn để có thể phát triển bền vững hơn, chứ không thể lúc nào cũng trông chờ vào các cái công trình thủy lợi, đúng không? Nhưng đó là những biện pháp lâu dài, đó là những biện pháp về sau. Còn cái biện pháp quan trọng, biện pháp trước mắt thì chúng ta vẫn cần phải có những công trình thủy lợi. Rồi, tiếp tục nha. Câu số 5 này, một câu hỏi cũng trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất? A. Duyên Hải Nam Trung Bộ, B. Đồng bằng sông Hồng, C. Đồng bằng sông Cửu Long, hay là D. Bắc Trung Bộ? Các bạn hãy cùng đọc câu hỏi, sau đó hãy tự đưa ra đáp án trước khi mà cùng cô chọn đáp án chính xác. Mình phải tự làm thì khi mà so sánh đáp án với cô thì nó mới có hiệu quả cao và mình mới nhớ bài, đúng không? Rồi, với câu hỏi số 5 thì theo các bạn đáp án chính xác là đáp án nào? Rõ ràng đây là một câu hỏi lý thuyết, đúng không? Liên quan đến ảnh hưởng của bão này. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể dựa vào Atlas trang số 9 để chúng ta khai thác. Các cái mũi tên bão thì các bạn thấy cái mũi tên nào có tần suất lớn nhất, nó đổ bộ trực tiếp vào vùng nào thì vùng đó chính là vùng mà chịu ảnh hưởng lớn nhất từ bão. Và đáp án chính xác ở đây đó là Bắc Trung Bộ. Đây là một khu vực mà năm nào cũng có những cơn bão nó đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây thiệt hại rất lớn về người và của. Cô lấy ví dụ vào năm 2020 vừa qua thôi, thì chúng ta đã có những cơn bão đổ bộ trực tiếp vào miền Trung, kèm theo đó là mưa lớn, nên nó sẽ gây ra cái thảm họa kép là vừa bão này, xong lại vừa sạt lở đất ở khu vực địa hình đồi núi dốc. Nó đã lấy đi thiệt hại rất là lớn về cả tính mạng của con người cũng như của cải của người dân. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với câu số 6. Khu vực nào sau đây của nước ta thì có động đất mạnh nhất? Nào, để ý nha, loại thiên tai tiếp theo đó là động đất. Mặc dù đây là loại thiên tai, nó chỉ xảy ra cục bộ ở một số địa phương thôi. Thế nhưng mà cái hậu quả mà nó gây ra thì cũng khá là nghiêm trọng. Vậy theo các bạn, ở Việt Nam của chúng ta thì khu vực nào là chịu ảnh hưởng mạnh nhất của động đất? A. Nam Bộ, B. Miền Trung, C. Tây Bắc, và D. là Đông Bắc. Đáp án chính xác ở đây đó là khu vực Tây Bắc các bạn ạ. Tây Bắc là một khu vực mà chịu ảnh hưởng khá là mạnh của động đất. Còn miền Trung thì chịu ảnh hưởng nhiều của bão, đúng không? Tiếp tục này, câu số 7. Một câu hỏi tiếp tục trích trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Khu vực nào sau đây của nước ta có động đất yếu nhất? Nếu như ở Tây Bắc có động đất mạnh nhất thì khu vực nào sẽ có động đất yếu nhất theo các bạn? Đáp án chính xác trong câu số 7 đó là khu vực Nam Bộ các bạn ạ. Nam Bộ là một khu vực mà xảy ra động đất rất là yếu và rất hiếm khi xảy ra. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với câu số 8. Chống bão ở nước ta luôn phải kết hợp với chống gì? A. là chống hạn hán, B. là chống sương muối, C. là chống động đất, hay là D. chống ngập lụt? Các bạn thấy bão thì thường đi kèm với đó là gì nhỉ? Đi kèm với bão thì sẽ có gió to này, giật mạnh này,
kèm theo mưa lớn. Mà mưa lớn sau đó lại kéo dài trên diện rộng, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là ngập lụt, đúng không? Nên khi mà chúng ta chống bão ấy thì luôn luôn cần có những biện pháp đi kèm, đó là chống ngập lụt. Chính vì thế mà có rất nhiều những ngôi nhà phao ở khu vực miền Trung đã được hình thành do một số cái tổ chức người ta sáng tạo nên. Và chính những cái ngôi nhà phao đó thì nó đã giảm rất nhiều những cái thiệt hại cho người dân. Bởi vì khi mà nước lên đến đâu thì những ngôi nhà phao đấy nó lại nổi lên đến đấy, đúng không? Người dân sẽ yên tâm có khu vực để chống bão, kèm theo đó là chống lũ. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với câu số 9. Khu vực hạn hán kéo dài nhất nước ta là A. Vùng đất thấp thuộc Tây Nguyên, B. Đồng bằng ở vùng ven biển Bắc Bộ, C. ven biển ở cực Nam Trung Bộ, hay là D. các thung lũng khuất gió. Nào, hạn hán thì nó xảy ra nhiều ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ, bởi vì hai cái khu vực này nằm ở gần xích đạo nên có khí hậu đó là khí hậu cận xích đạo. Mà đặc điểm của khí hậu cận xích đạo thì chúng ta cũng biết rồi, nó sẽ phân chia ra làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô, phân hóa rất rõ rệt, đúng không? Vậy hạn hán của nước ta nó sẽ kéo dài nhất ở cái khu vực nào theo các bạn? À, đáp án chính xác ở đây đó là đáp án C. Ngoài khu vực Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ có tình trạng hạn hán thì cái khu vực ven biển cực Nam Trung Bộ cũng là một khu vực rất khuất gió nên nó sẽ rất ít mưa, và đây cũng là khu vực mà hạn hán xảy ra dài nhất ở nước ta. Thường khi nhắc đến các hạn hán thì các bạn chỉ nhớ đến khu vực Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ mà ít bạn để ý đến cái khu vực ven biển cực Nam Trung Bộ này, đúng không? Nên là qua câu hỏi này các bạn phải để ý nha. Cái vùng kéo dài hạn hán nhất ở nước ta đó là vùng cực Nam Trung Bộ. Các bạn có thể quan sát vào Atlas ở trang khí hậu, ở cái biểu đồ lượng mưa trung bình năm ấy, thì các bạn sẽ thấy là có một cái khu vực mà lượng mưa nó màu nhạt nhất, màu xanh nhạt nhất ấy, thì đó chính là khu vực ven biển cực Nam Trung Bộ. Được chưa? Rồi, chúng ta đến với câu tiếp theo, câu số 10. Ngập úng thường xảy ra ở vùng nào sau đây? A. Bắc Trung Bộ, B. Trung Du và miền núi Bắc Bộ, C. Đồng bằng sông Hồng, hay là D. Tây Nguyên. Ngập úng chắc chắn nó sẽ phải xảy ra ở cái khu vực mà có mưa lớn kéo dài này, nhưng mà địa hình lại thấp, đúng không? Nên chúng ta sẽ loại bỏ được ngay khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ. Khu vực Tây Nguyên thì cũng không phải, bởi vì Tây Nguyên là khu vực có các cao nguyên ba gian xếp tầng nên cái tình trạng ngập úng nó không thường xuyên xảy ra. Loại được đáp án B và đáp án D này. Tiếp tục này, khu vực Bắc Trung Bộ thì đây là khu vực mà phía Tây là đồi núi, phía Đông là khu vực giáp biển nên cái tình trạng ngập úng nó cũng không thường xuyên xảy ra, đúng không? Nó có xảy ra nhưng cái tần suất nó không thường xuyên. Mà cái khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng ở đây đó chính là khu vực đồng bằng sông Hồng các bạn ạ. Đồng bằng sông Hồng xảy ra ngập úng, nguyên nhân thứ nhất đó là vào cái mùa mưa thì sẽ có mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Nguyên nhân thứ hai, đồng bằng sông Hồng là một khu vực mà có đê ngăn lũ. Chính vì vậy ở khu vực trong đê thì khi mà mưa lớn nó sẽ dẫn đến tình trạng ngập úng. Và cái nguyên nhân thứ ba không thể kể đến đó là cái mật độ xây dựng ở đây rất là cao, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội. Nên cứ vào mùa mưa, động mưa lớn một chút thôi là Hà Nội người ta đã gọi là Hà Lội rồi, đúng không? Lội ở đây tức là ngập úng ấy. Chà. Rồi, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 11. Nguyên nhân quan trọng nhất gây ra tình trạng ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long của nước ta là A. Mưa lớn và triều cường, D. Lũ nguồn về đột ngột, C. Địa hình thấp và ảnh hưởng của bão, hay là D. Lũ tập trung trên các hệ thống sông lớn.
Câu trên mình đã tìm hiểu ngập úng ở đồng bằng sông Hồng. Câu dưới người ta hỏi ngập úng, ngập lụt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân xảy ra tình trạng ngập lụt ở hai khu vực đồng bằng này là khác nhau. Vậy đáp án ở câu số 11 các bạn chọn sẽ là đáp án gì nhỉ? Đồng bằng sông Cửu Long là một khu vực mà ba mặt tiếp giáp với biển. Chính vì vậy sẽ có cái tình trạng là triều cường, đúng không? Ngoài triều cường ra thì còn có mưa lớn vào mùa mưa nữa. Đây là hai nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cái khu vực này bị ngập úng vào mùa mưa. Còn lũ nguồn thì nó sẽ không xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long các bạn nhé. Lũ nguồn nó thường xảy ra ở khu vực miền núi, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ. Bão thì nó cũng không xảy ra mạnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nên mình sẽ loại được đáp án C. Rồi, tiếp tục mình chuyển sang câu số 12. Nguyên nhân chính gây ra ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng là A. Mưa lũ lớn và hệ thống đê bao bọc. B. Triều cường và mật độ xây dựng cao. C. Nước biển dâng và hệ thống đê bao bọc. Hay là D. Lũ nguồn và mật độ xây dựng cao. Câu hỏi này thì cô tin chắc các bạn sẽ lựa chọn được đáp án chính xác, bởi vì câu số 10 và số 11 cô phân tích rất là kỹ rồi, đúng không? Các bạn sẽ tự lựa chọn đáp án trong câu số 12 nào. Theo các bạn thì tình trạng ngập lụt ở khu vực đồng bằng sông Hồng thì cái nguyên nhân chính ở đây đó là gì? Rồi, cô tin chắc các bạn đã lựa chọn được đáp án chính xác, đó là đáp án A, đúng không? Do mưa lũ lớn cộng với hệ thống đê bao bọc. Triều cường thì nó sẽ không xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Hồng, mà nó xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, loại đáp án B này. Nước biển dâng cũng thế, nó xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được chưa? Loại tiếp đáp án C. Lũ nguồn thì cô vừa phân tích xong, nó xảy ra ở khu vực miền Trung, chủ yếu là ở Bắc Trung Bộ. Loại đáp án D, được chưa? Khi các bạn đã phân tích được từng đáp án như thế này, cộng với đó là những từ khóa các bạn nắm rất chắc, thì người ta có xoay câu hỏi theo hướng nào, các bạn cũng dễ dàng lựa chọn được đáp án chính xác. Tiếp nha, chúng ta đến với câu số 13. Trên toàn quốc, mùa bão diễn ra trong khoảng thời gian A. Từ tháng 4 cho đến tháng 9, B. Từ tháng 5 đến tháng 11, C là từ tháng 6 đến tháng 11, hay là D từ tháng 7 cho đến tháng 12. Lưu ý khi đi thi các bạn được mang atlas vào. Vậy với những câu hỏi như thế này, các bạn hãy tận dụng tối đa atlas mình được mang vào để khai thác. Khi người ta hỏi về bão, chắc chắn các bạn sẽ liên kết ngay đến atlas địa lý Việt Nam, trang khí hậu là trang số 9, đúng không? Vậy nhìn vào trang số 9 các bạn sẽ thấy bão nó chạy từ khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam trong khoảng thời gian là từ tháng mấy đến tháng mấy nhỉ? Từ tháng 6 cho đến tháng 12 đúng không? Thế nhưng bão nó sẽ diễn ra chủ yếu trong cái khoảng thời gian đó là từ tháng 6 cho đến tháng 11 các bạn ạ. Đến khoảng cuối tháng 11 thì bão đã kết thúc rồi. Cùng lắm là sang đầu tháng 12 thôi, được chưa? Nên đáp án chính xác của mình trong 4 đáp án này đó là đáp án C. Đây, các bạn quan sát này. Tháng 6, bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực Quảng Ninh. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 này. Đến tháng 11, tháng 12 là bão đã rất là yếu rồi. Các bạn nhìn thấy cái mũi tên, nó không đổ bộ trực tiếp vào vùng nào, đúng không? Nó vẫn đang lơ lửng ở Biển Đông. Tiếp tục nha, chúng ta đến với câu số 14. Biện pháp tốt nhất để hạn chế lũ quét xảy ra đó là gì? Mình vừa phân tích lũ quét rồi, đúng không? Nó thường xảy ra ở khu vực nào? Và cái hậu quả của nó là nó đi đến đâu? Nó quét hết những thứ mà nó gặp trên đường đến đấy. Rất là nguy hiểm. Vậy thì cái biện pháp tốt nhất ở đây đó là A. Bảo vệ tốt rừng đầu nguồn. B. Xây dựng hồ chứa nước. C. Di dân ở những vùng thường xuyên xảy ra lũ quét. Hay là D. Quy hoạch lại các điểm dân cư ở vùng cao.
hãy cùng suy nghĩ để đưa ra được đáp án chính xác nhé. Cái biện pháp tốt nhất chúng ta cần phải thực hiện để có thể hạn chế được lũ quét đó là chúng ta cần phải bảo vệ tốt rừng đầu nguồn, đúng không? Bởi vì khi có rừng thì sẽ không có những cái diện tích đất trống, địa hình dốc, đất trống thì dù có mưa lớn thì những cái cây gỗ, những cái cây rừng nó cũng đã ngăn cản được một phần cái tốc độ của dòng chảy, hạn chế được hậu quả do lũ quét gây ra. Thế nhưng mà để có thể giảm thiểu được những cái hậu quả do lũ quét thì chúng ta cần phải làm gì? Theo các bạn, biện pháp tốt nhất để hạn chế lũ quét là bảo vệ rừng đầu nguồn, là trồng rừng rồi nhé. Thế nhưng biện pháp để có thể hạn chế, để có thể giảm thiểu những cái thiệt hại do lũ quét gây ra thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ? Chúng ta cần phải có những cái dự báo để có thể di dân từ những vùng mà thường xuyên xảy ra lũ quét đến những cái vùng an toàn hơn, đúng không? Hay là chúng ta cần phải quy hoạch lại điểm dân cư. Những khu vực nào mà thường xuyên xảy ra lũ quét thì chúng ta phải di dân đến những cái khu vực nó an toàn hơn. Đấy là những cái biện pháp trước mắt để có thể bảo vệ được tính mạng và của cải cho người dân. Còn ở đáp án B là xây dựng hồ chứa nước thì đây là biện pháp cho loại thiên tai nào là chủ yếu nhỉ các bạn nhỉ? Đó là hạn hán, đúng không? Hạn hán thì chúng ta mới cần xây dựng những cái hồ chứa nước để tích nước vào mùa mưa và có nước tưới tiêu vào mùa khô, được chưa? Đấy, mỗi một câu hỏi chúng ta phân tích kỹ từng đáp án một như vậy thì khi đi thi cô tin chắc là các bạn sẽ nắm rất kỹ được từng ý để chúng ta lựa chọn được đáp án chính xác. Tiếp tục này, chúng ta đến với câu số 15. Biện pháp đầu tiên cần phải thực hiện để tránh bão là A. Tăng cường việc trồng rừng đầu nguồn. B. Dự báo chính xác hướng di chuyển của bão. C. Xây dựng các công trình thoát lũ. Hay là D. Xây dựng các cái công trình để ngăn mặn và ngăn thủy triều. Lưu ý nha, biện pháp đầu tiên để phòng chống bão theo các bạn đó là gì nhỉ? Trên các cái bản tin thời tiết các bạn thấy luôn luôn có những cái dự báo phòng chống thiên tai, đúng không? Ví dụ như là sắp có một cơn bão nào đó đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vào đất liền chẳng hạn, thì cách đó khoảng 2 ngày, khoảng 3 ngày là trên các bản tin dự báo thời tiết đã dự báo rồi, để người dân cũng như là những cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của bão có thể biết để di dời, để có những cái biện pháp phù hợp, đúng không? Vậy đáp án chính xác ở đây đó là đáp án B, dự báo chính xác hướng di chuyển của các cơn bão. Để nếu như cơn bão nào mà nó quá nguy hiểm thì chúng ta cần phải di dân, hoặc những cơn bão nào nhẹ hơn thì chúng ta cần phải có những biện pháp để chống nhà bị đổ này, hay là bị tốc mái nếu như mà có gió quá là to, mưa lớn, đúng chưa? Còn ở đáp án C là xây dựng các công trình thoát lũ thì đây là biện pháp cho cái loại thiên tai nào các bạn nhỉ? Thoát lũ, đây là biện pháp cho thiên tai ngập lụt, đúng chưa? Xây dựng những công trình để ngăn mặn và ngăn thủy triều, đây là loại thiên tai xảy ra chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long này, đúng chưa? Tình trạng hạn hán xâm nhập mặn ấy thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái biện pháp này. Hạn hán này, xâm nhập mặn. Được chưa? Tiếp, rừng đầu nguồn. Đây là biện pháp quan trọng nhất trong việc phòng chống loại thiên tai nào các bạn nhỉ? Lũ quét, đúng không? Một loại thiên tai rất nguy hiểm mà cô phân tích rất nhiều lần trong các câu hỏi vừa rồi. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Các bạn hãy dừng video lại, sau đó ghi lại những từ khóa quan trọng. Như vậy thì khi làm bài thi mình sẽ rất chắc chắn với những đáp án mà mình lựa chọn. Rồi, mình sẽ chuyển sang câu số 16 này. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 9, ở nước ta tần suất hoạt động của bão mạnh nhất là vào tháng nào? A. Tháng 10, B. Tháng 11, C. Là tháng 9 hay là D. Tháng 7?
Các bạn hãy cùng mở Atlas trang số 9 ra, mình cùng theo dõi để lựa chọn đáp án sao cho chính xác nhé. Đây, các bạn quan sát này. Ký hiệu bão người ta ký hiệu bằng các cái mũi tên như thế này, đúng không? Và tần suất của bão thì người ta ký hiệu bằng độ to nhỏ của các mũi tên. Vậy nhìn vào các mũi tên này, các bạn thấy mũi tên ở tháng mấy đang là mũi tên có cái kích thước lớn nhất nhỉ? Tháng 9, đúng không? Và đáp án chính xác ở đây chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn được, đó là bão có tần suất mạnh nhất rơi vào tháng 9. Nó đổ bộ trực tiếp vào khu vực nào đây các bạn nhỉ? Vào khu vực Bắc Trung Bộ, đúng chưa? Đó là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, ấy, Quảng Bình, Quảng Trị. Tiếp tục này, mình đến với câu số 17. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống lưu vực sông Mã? A. Sông Cầu, B. Sông Chu, C. Sông Thương hay là D. Sông Đà? Đầu tiên, chúng ta phải đi tìm ký hiệu xem là hệ thống sông Mã người ta ký hiệu bằng cái gì đã, đúng chưa? Đây, ở đây sẽ có các cái màu sắc tương ứng với các cái lưu vực hệ thống sông của nước ta. Và sông Mã người ta đang ký hiệu bằng gam màu tím đậm. Đây, các bạn nhìn thấy chưa nào? Vậy nhìn trong cái lưu vực hệ thống sông Mã này sẽ có sông nào trong bốn đáp án mà đề bài đưa ra nhỉ? Các bạn nhìn thấy ngay đó là sông Chu, đúng không? Đáp án chính xác ở đây là đáp án B. Lưu ý này, mặc dù những câu hỏi Atlas rất là dễ, nhưng nếu như chúng ta không thường xuyên làm để có thể rèn luyện kỹ năng xem Atlas, sử dụng Atlas, thì khi đi vào phòng thi chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian và còn dễ bị nhầm nữa. Nên các bạn đừng chủ quan ở trong những cái câu hỏi Atlas nhé. Hãy cùng mở Atlas, cùng tìm đáp án với cô. Rồi, tiếp tục này, chúng ta đến với câu số 18. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào của nước ta có diện tích lưu vực lớn nhất? Diện tích lưu vực lớn nhất. Câu này các bạn sẽ chọn đáp án gì và các bạn dựa vào đâu để lựa chọn được đáp án chính xác nhỉ? Chúng ta không thể quan sát bằng mắt để xem là cái sông nào mà nó cái gam màu của nó đậm hơn, cái gam màu của nó rộng hơn thì đấy là khu vực mà có diện tích lưu vực lớn nhất được, đúng không? Nhìn như vậy thì nó không chính xác. Mà ở đây các bạn cần phải quan sát vào cái biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ diện tích lưu vực của các hệ thống sông này này. Thì chả có những số liệu rất cụ thể, mình nhìn mình so sánh sẽ rất chính xác. Vậy trong bốn sông, A là sông Hồng, B là sông Đồng Nai, C là sông Cửu Long, D là sông Thái Bình, thì các bạn thấy được sông nào đang có tỷ lệ diện tích lưu vực lớn nhất ở đây nhỉ? Đáp án chính xác đó là đáp án A, sông Hồng, đúng không? Đây, sông Hồng có diện tích lưu vực chiếm đến 21,91%. Còn sông Mekong hay còn gọi là sông Cửu Long ấy thì diện tích đang chiếm là 21,4%, vẫn nhỏ hơn so với sông Hồng. Tiếp tục, sông Thái Bình thì chiếm diện tích chỉ có 4,58% thôi. Còn sông Đồng Nai thì chiếm tỷ lệ diện tích là 11,27%. Rồi, tiếp tục nha, chúng ta đến với câu số 9 này. Câu số 19. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 11, cho biết đất mặn tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây? A. Đồng bằng sông Cửu Long, B. Duyên hải Nam Trung Bộ, C. Đông Nam Bộ và D. Đồng bằng sông Hồng. Chúng ta hãy cùng mở trang số 11, đi tìm ký hiệu đất mặn xem người ta ký hiệu là cái gì, xem nó phân bố được nhiều nhất ở cái vùng nào. Đây, các bạn cùng quan sát nha. Đất mặn này, nó được ký hiệu bằng gam màu tím đậm, đúng không?
Và các màu tím đậm này thì nó phân bố nhiều nhất ở cái khu vực đuôi của hình chữ S. Đây chính là khu vực nào đấy nhỉ? Đồng bằng sông Cửu Long, ba mặt tiếp giáp với biển, đúng không? Vậy đáp án chính xác ở đây đó là đáp án A. Đó. Tiếp tục này, vẫn là câu hỏi liên quan đến trang số 11. Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam trang số 11, hãy cho biết nhóm đất chính ở đồng bằng ven biển miền Trung. À, người ta hỏi đích danh, địa danh là đồng bằng ven biển miền Trung rồi. Bây giờ mình đi tìm nhóm đất chính ở đây là loại đất nào? A. Đất phèn, B. Đất phù sa sông, C. Đất ferrit, hay là D. Đất cát biển? Nào, các bạn cùng quan sát này. Đây, đây chính là khu vực đồng bằng ven biển miền Trung. Được chưa? Cái khu vực phía Tây là khu vực đồi núi nhé. Còn khu vực ở phía Đông mới là cái dải đồng bằng ven biển. Cái loại đất chủ yếu ở đây được ký hiệu là màu vàng nhạt này. Màu vàng nhạt nó tương ứng với cái loại đất, đó là đất cát biển. Đúng chưa? Vậy đáp án chính xác ở đây đó là đáp án D, đất cát biển. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu số 21. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang số 10, cho biết lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là sông nào sau đây? A. Sông Cả, B. Sông Chu, C. Sông Danh, hay là D. Sông Bến Hải? Lưu ý nhá, ở đây người ta hỏi là ở vùng Bắc Trung Bộ thôi. Thì trong bốn sông này, sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất? Đây, khu vực Bắc Trung Bộ là cái khu vực này đây. Các bạn đã nhìn ra chưa nhỉ? A là sông Cả này, đây sông Cả đây. B là sông Chu này, sông Chu thuộc hệ thống lưu vực của sông Mã, đúng không? Sông Chu nó nhỏ nhỏ ở dưới đây. C là sông Danh và D là sông Bến Hải, nó nằm ở phía dưới này. Sông Danh này, sông Bến Hải dưới đây này. Đó, xác định được vị trí của bốn sông này rồi thì các bạn nhìn là đã phát hiện ra sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất rồi, đúng không? Đáp án chính xác đó là đáp án A, sông Cả. Rồi, tiếp tục này, chúng ta chuyển sang câu số 22. Căn cứ vào biểu đồ đường của Atlas Địa lý Việt Nam trang số 10, thì tháng đỉnh lũ của các sông, sông Mekong, sông Hồng, sông Đà Rằng lần lượt là A. Tháng 10, tháng 8 và tháng 11, B. Tháng 10, tháng 8 và tháng 12, cô xin lỗi, chỗ này bị nhầm, tháng 12, C. Tháng 9, tháng 8 và tháng 11, hay là D. Tháng 11, tháng 8 và tháng 10. Mình cần xác định được xem là biểu đồ đường trong Atlas Địa lý Việt Nam trang số 10 nó là cái biểu đồ nào đã. Đây, nó chính là biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình của sông Hồng, sông Đà Rằng và sông Mekong. Mỗi một dòng sông thì người ta ký hiệu bằng một đường với màu sắc khác nhau, đúng không? Đỉnh lũ tức là tháng mà có lượng mưa cao nhất đấy, thấy chưa? Các bạn sẽ tìm lần lượt nhé. Đầu tiên là sông Mekong, đỉnh lũ sẽ là tháng mấy nhỉ? Sông Mekong ký hiệu là cái đường màu tím này. Đỉnh lũ nó rơi vào tháng 10, nó lên đến 29.000, đúng không? 29.000 mét khối trên giây. Tiếp tục này. Sông Hồng ký hiệu là màu xanh. Đây, đường màu xanh. Thì cái đỉnh lũ nó rơi vào tháng 8, đúng không? Với 6.660 mét khối trên giây. Tiếp tục đến sông Đà Rằng. Sông Đà Rằng thì đỉnh lũ nó đang rơi vào tháng 11, đúng chưa? Với 935 mét khối trên giây. Khi mình xác định được đỉnh lũ của từng dòng sông rồi thì mình sẽ dễ dàng lựa chọn được đáp án trong câu hỏi số 22 này. Đó là đáp án A, đúng chưa? Tháng 10, tháng 8, tháng 11.
Dễ không nhỉ? Rất là dễ đúng không? Đối với bạn nào mà đã có kỹ năng sử dụng Atlas rồi, các bạn xem quen rồi thì mình tìm đáp án sẽ rất là nhanh, tiết kiệm được thời gian. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với câu số 22, 23. Gió Tây khô nóng, hay người ta còn gọi là gió Lào ấy, thì là hiện tượng thời tiết đặc trưng nhất của khu vực nào? A. Đông Bắc, B. Khu vực Tây Bắc, C. Khu vực Bắc Trung Bộ, hay là D. Khu vực Nam Trung Bộ? Nào, các bạn cùng quan sát vào Atlas trang số 9, trang khí hậu. Ký hiệu gió Tây khô nóng hay còn gọi là gió Lào chính là cái ký hiệu mà có mũi tên màu đỏ. Nó nhỏ hơn so với cả gió mùa mùa hạ, và cái đuôi của nó bị vát nhọn ấy. Đấy chà, các bạn thấy nó đang phân bố nhiều nhất ở khu vực nào đấy nhỉ? Đó chính là khu vực Bắc Trung Bộ, đúng chưa? Nó là cái gam màu vàng này này, vàng đậm. Các bạn áp vào trong đây thì sẽ thấy người ta ký hiệu đó là vùng Bắc Trung Bộ. Vậy đáp án chính xác ở đây đó là đáp án C. Rồi, xin chúc mừng những bạn mà từ nãy đưa ra được những câu trả lời chính xác. Mình sẽ đến với câu số 24. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang số 9, cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào sau đây? Mình phải đi tìm Nha Trang đã, đúng không? Xem là cái trạm khí tượng Nha Trang này nó ở đâu đã, thì mình mới biết được nó thuộc vùng khí hậu nào. Các bạn đã tìm ra được chưa nhỉ? Đây, trạm khí tượng Nha Trang đây các bạn nhá. Nó đang thuộc gam màu vàng nhạt. Áp vào trong cái chú giải ký hiệu các vùng khí hậu thì gam màu vàng nhạt đó chính là vùng khí hậu Nam Trung Bộ. Như vậy, đáp án chính xác ở đây đó là đáp án A. Nha Trang thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ. Tương tự như thế, nếu như người ta có hỏi những vùng khí hậu khác, các bạn cũng sẽ lựa chọn được đáp án chính xác, đúng không? Mình sẽ đến với câu cuối cùng, câu số 25. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang số 9, cho biết Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu nào sau đây? Rất là dễ, tương tự như tìm cái khu vực ở Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào. Bây giờ mình tìm Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu nào. Chắc hẳn các bạn cũng đã nhìn thấy trạm khí tượng Điện Biên Phủ đúng không? Ngay ở phía đầu của đất nước, nằm ở khu vực phía Tây Bắc. Nó thuộc gam màu vàng nhạt này. Gam màu rất là vàng, rất là nhạt, màu vàng nhưng rất là nhạt, đúng không? Nhạt nhất trong các gam màu. Đó chính là vùng khí hậu Tây Bắc Bộ, được chưa? Vậy đáp án chính xác ở đây đó là đáp án B. Rồi, như vậy là cô và các bạn đã cùng nhau chữa 25 câu hỏi trắc nghiệm, cả những câu hỏi về lý thuyết, cả những câu hỏi về sử dụng Atlas, để chúng ta rèn luyện được cái nội dung kiến thức liên quan đến bài số 15, biện pháp để bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Thông qua những câu hỏi trắc nghiệm này, chúng ta cũng nắm vững được là Việt Nam mình thường xuyên xảy ra loại thiên tai nào, nguyên nhân xảy ra loại thiên tai đó là gì, nó thường xuyên xảy ra ở khu vực nào, và cái giải pháp để giảm thiểu hậu quả do những cái loại thiên tai ấy gây ra là những giải pháp nào, đúng không? Hy vọng là thông qua những câu hỏi trắc nghiệm như vậy thì các bạn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài sau. Thân ái, chào các bạn. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.